siêu bông. Siêu bông nha mọi người. Cây rất là quái ha. Ờ, cái cây này cái củ rất là to luôn nè. Ờ, dáng rất là đẹp luôn ha. Đây. Cây này là mã số H1. Ờ, cây này với cây này dáng đẹp lắm ha. Xem siêu bông mỗi nha nè. Mỗi ngày em đều đăng clip lúc 8 giờ 9 giờ sáng nha mọi người. À. Rồi, hoành luôn. Khi mua mà vô trễ. Hoành 15. Chiều cao là 31. Nè em đâu hoành ở trên đây thôi ha, em không có đâu cái cũ luôn á. Cũ này nó to nữa. Cũ là tới 21 lần. Rồi, mã số H1 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Này đã đập chọi trơn ha. Mã số H2. Cây nào cũng có dáng đẹp của nó hết trơn á. Này là da của nó là như vậy nha mọi người. Nó nứt. Làm đo nghe cái cua. Nghe cái cua này nó 17 nha. Nè. Ở dưới đây thì nó nhỏ hơn. Dưới đây 13. Nghe cua nó bự. Chiều cao 33. Rồi, H2 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Này là đinh sam siêu bông nha mọi người. Hoa nó màu tím nha. Rồi mã số H3. Nè. Cái này nó bị sứt hết một miếng nha cái này nè. Tại nó dễ bị sứt à. Hoành của nó là 14. Chiều cao là 25. Rồi mã số này là mã số H3 em giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. H4, ok này đẹp lắm. H4 nha, hoành nó cũng to nữa nha. Ôi, dây. Hoành nó 16. Chiều cao là 35. Rồi H4 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Tiếp theo là mã số H5. Quá đẹp anh em ơi, cây rất là đẹp luôn. Cây nào cũng đẹp hết trơn. Trời. Hoành của nó là 12,5. Chiều cao của nó là 37. Rồi mã số H8 giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Tiếp theo là H9. H9 nha mọi người. Đó. Mấy cây này dáng của nó khá ok ha. Hoành nó là 13,5. Chiều cao là 40. H9 em giao lưu với mọi người 450.000 bao ship. Tiếp theo là H10. Ờ, cây này cái nhánh cũ của nó nè. Chứ không phải là cái sẹo. Nhánh cũ. Rồi cái nó lớn lên nó liếp nha. Ờ. H này H10 nha mọi người. Hoành nó 13. Chiều cao là 49. Rồi H10 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. H11 dáng long ha. Thằng lắc lượng luôn.
2,5. Chiều cao đó là 41. H11 giao lưu với mọi người 350.000 bao ship. H12 trong kia kìa thợ. Trong kia. Rồi cái đó rồi. Rồi. Nó bỏ ra đây đi thợ. Rồi. Rồi H12. Tới cái đó đó. H12. Đó. Đây nè, giá cũng đẹp hết trơn nha. Nè, lá của nó này làm chồi trơn ha, làm chồi mạnh luôn nha mọi người. Thì cây nha. Mà này nó dễ sống nha. Hoành nó 14. Chiều cao là 47. Rồi H12 giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. H13 nhỏ nhưng mà dáng của nó cũng đẹp. H13 hoành của nó 11 thôi, nó nhỏ hơn mấy cái kia. Chiều cao là 32. H13 em giao lưu với mọi người 300.000. Mọi người nghe kỹ mã số em đọc ha, là chốt đúng cây ha mọi người. Ồ cây này, cây này dáng đẹp lắm ha. Nè, này nó dính vô đây luôn nha. Này là cua quậy qua đây dính vô đây luôn nha mọi người. Này này không biết đâu sao luôn. H14. Sao đại cũ dữ đi. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 29. Này đế của nó là cũng khá to ha. Rồi H14 em giao lưu với mọi người 400.000. Mã số H14. Rồi tiếp theo là H15. H15. Hoành nó 13. Chiều cao là 31. H15 em giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. H16. H19 em giao lưu với mọi người 350.000. Gán kiếm lỗi đó, cái này là em gán kiếm lỗi luôn đó mọi người. H20 ha. Hoành ngay eo là 12. Chiều cao là 28. Rồi H20 em giao lưu với mọi người 400.000 bao ship. Cái này có nhánh bị tét đây ha. Rồi. Rồi, mã số này là H21. 21. Ba cây cuối cùng của clip. Cuối cùng của clip nha mọi người. Rồi hoành luôn. Hoành cây thôi. Rồi cái này em đâu cây thôi nha. Cây nó là ốm nhiều. Hoành của nó là 9,5. Chiều cao là 37. Rồi em đo cây này nó nhỏ hơn nè, để em đo cây này luôn. Hoành nó 8 thôi. Rồi giá luôn. Ba cây. Đây là H21 em giao lưu với mọi người là 400.000 em bao ship.
da nó vậy đó, mình xăm rồi. Mã số H21 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là